Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, trung tâm thương mại dịch vụ, kết hợp căn hộ cao cấp. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng là 1,63 ha. Khu đất thực hiện dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên quản lý nên không phải lập phương án về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 1.041 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án là khu đất trung tâm văn hóa thành phố Long Xuyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, thời gian lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2019. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 36 tháng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên làm bên mời thầu. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn, hai túi hồ sơ.